năm 2023, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 1.310 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã điều tra làm rõ 865 vụ, bắt 855 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng 6,3 tỷ đồng. Công tác điều tra, khám phá, xử lý tội phạm đạt kết quả tích cực, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, vượt chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an giao. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt hơn 91%, vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện khởi tố 17 vụ, 30 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản hơn 3,76 tỷ đồng, xử lý 422 vụ với 454 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, đã khởi tố 57 vụ, 288 vụ với 287 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, đã khởi tố 16 vụ. Cùng với đó, lực lượng công an còn phát hiện xử lý 201 vụ với 352 đối tượng phạm tội về ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh.